Chào các bạn. Sau đây chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu tiếp về một loại toán tử nữa rất quan trọng mà nó hiện diện trong hầu hết tất cả các ngôn ngữ lập trình chúng ta đều cần phải sử dụng. Đó là toán tử so sánh bằng, toán tử quan hệ. Thực ra ở đây ta gọi là toán tử quan hệ. Toán tử quan hệ hay còn được gọi là toán tử so sánh là một loại toán tử dùng để so sánh giá trị của các toán hạng ở trong chương trình. Thì đây là những toán tử rất là quan trọng, bởi lẽ là nó cho phép chúng ta là theo dõi và kiểm tra so sánh giá trị của các toán hạng, cụ thể là so sánh giá trị của các biến hoặc các giá trị ở trong chương trình. Thì đối với toán tử quan hệ thì sẽ bao gồm là 6 phép tính: so sánh bằng, so sánh không bằng, so sánh lớn hơn, so sánh nhỏ hơn, so sánh lớn hơn hoặc bằng và so sánh nhỏ hơn hoặc bằng. Thì ngôn ngữ nào, ngôn ngữ lập trình nào cũng sẽ cung cấp 6 loại toán tử này trong cái loại là toán tử quan hệ. Thì chúng ta sẽ cùng nhau làm vài ví dụ về toán tử quan hệ ở trong ngôn ngữ lập trình Java. Ở đây chúng ta sẽ có hai biến in a bằng 5, b bằng 7. Đó. Tiếp theo chúng ta sẽ cùng nhau in ra kết quả của 6 cái phép tính quan hệ của đối với hai cái biến này. Đầu tiên chúng ta sẽ kiểm tra xem là hai biến A và B này có bằng nhau hay không. Thì các bạn lưu ý là ở trong máy tính ấy, để thể hiện cái phép là bằng nhau thì máy tính sẽ được thể hiện thông qua là hai dấu bằng. Ở đây chúng ta sẽ đặt ra là A bằng bằng B. Đó. Thế còn nếu mà ta dùng một dấu bằng ấy, thì đó là một phép gán. Để so sánh không bằng thì chúng ta sử dụng dấu là chấm than bằng. Không bằng. Ở đây thì mình sẽ viết luôn 6 cái phép so sánh. Để cho nhanh thì mình sẽ copy paste cho nó nhanh để tiết kiệm thời gian của chúng ta. Về cái phép còn lớn hơn hoặc bằng thì chúng ta nhớ là chúng ta sẽ ký hiệu thông qua cái việc là một cái dấu lớn hơn và sau đó là dấu bằng, đúng không ạ? Thế thì một đặc điểm rất quan trọng của toán tử quan hệ, tức là toán tử quan hệ sẽ so sánh giá trị của hai toán hạng và sẽ trả về một cái giá trị boolean true hoặc false nếu như mà điều kiện của chúng ta ấy mà là thỏa mãn. Thì toán tử quan hệ sẽ trả về giá trị là true. Còn nếu mà điều kiện không thỏa mãn thì toán tử quan hệ sẽ trả về cái giá trị là false. Thì ở đây chúng ta đã thực hiện cái trong cái dòng đầu tiên ấy là chúng ta thực hiện là so sánh là A bằng B. Tức là kiểm tra giá trị của A có bằng B hay không. Thứ hai là ta kiểm tra xem là A có khác B hay không. Thứ ba là kiểm tra xem A có lớn hơn B hay không. Câu thứ tư là kiểm tra xem A có nhỏ hơn B hay không. Câu thứ năm là chúng ta kiểm tra xem giá trị của A có lớn hơn hoặc bằng B hay không. Còn trong câu thứ sáu này thì chúng ta kiểm tra xem giá trị của A, của biến A có nhỏ hơn hoặc bằng giá trị của biến B hay không. Thì chúng ta sẽ cùng nhau chạy chương trình để xem kết quả. Và như vậy đây chúng ta có thể nhìn thấy là trong bài này thì đối với toán tử là A mà bằng B thì là trả về kết quả là sai. Vì sao lại sai? Bởi lẽ là ở trong bài này thì A bằng 5 và B bằng 7. Như vậy là A không thể bằng B được, đúng không ạ? Thế còn trong cái phần kiểm tra ở trong câu thứ hai thì A khác B,
vì A là bằng 5, Y bằng 7, cho nên là câu thứ hai kết quả trả về là chu. Ở trong câu thứ ba kết quả là sai, bởi lẽ là A bằng 5 thì nhỏ hơn B, không thể lớn hơn B được. Đấy. Còn ở trong câu thứ tư thì đương nhiên là A nhỏ hơn B là trả về chu là đúng rồi, bởi vì A giá trị của nó nhỏ hơn B. Đấy. Và tương tự câu thứ năm thì là sai, vì là A không lớn hơn B hoặc bằng B. Câu thứ sáu là trả về đúng, đấy, vì giá trị của A bằng 5 thì chắc chắn là sẽ nhỏ hơn hoặc bằng B là bằng 7. Đấy. Như vậy là mình đã giới thiệu cho các bạn về toán tử quan hệ ở trong ngôn ngữ lập trình Java. Chúc các bạn học tốt.